sản phẩm kỹ chất này các bạn thấy có đẹp hơn, nhưng mà đẹp thì em like đây các bạn rồi nha. Bây giờ mình sẽ tôi con mèo con đáng nhiều các bạn nha. Các bạn thấy đẹp thế like và cái cây đủ rồi nhé. Con dừa trâu này tôi bỏ xong, nhưng bạn thấy đẹp thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhận like và đây cái cây nha. Bây giờ mình sẽ tô mỏ tô hùm đất các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con lợn này các bạn ơi. Các bạn cùng chờ đón xem nha. Và đây là sản phẩm thường sinh của bệnh các bạn nhé. Chờ đón nha. Sản phẩm cỏ mẹ đây các bạn ạ. Đây là mình sẽ tới bộ cặp đen các bạn nha. Xin chào các bạn nhé. Video này mình sẽ tô màu cá bầu vàng. Đây là sản phẩm bút sa mạc các bạn này. Mình sẽ tô trong video này nhé. Có mắt này các bạn thấy đẹp không? Nhưng mà mình sẽ tô màu nên là mình sẽ tô màu nha. Mấy phút rồi kìa. Rồi tiếp tục. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu tôm hùm đất. Mình đã tô màu tôm hùm đất rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã tô mèo con đáng yêu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là bậc cặp đen mình đã tô màu xong thành màu đỏ. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm chuồn sinh của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy nó có đẹp không? Hãy cho mình lần like và nhận xét ở bên dưới nha. Mình xin chào các bạn. Và đây là sản phẩm còn lại của mình đã kết thúc. Các bạn nên xem thật kỹ nha. Xem sản phẩm. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Hello, xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con nhím nha. Xong khoảng 400 màu.
các bạn có thấy đẹp vẽ ra vài cái kênh của mình nhé. Một vài này. Xin chào tất cả các bạn nha. Mất cả nhé, tông tông. Các bạn có thấy đẹp vẽ ra vài cái kênh của mình nhé. Nhà mình sẽ tô con thỏ con các bạn nè. Bây giờ mình sẽ tô con khỉ con cho các bạn xem nha. Xin chào bạn nha, video này mình sẽ cho màu con rùa tay đổ cho bạn xem này. Đây là con sâu đất kia nha, mình sẽ tô nó. Và đây là sản phẩm chú trực cực kỳ đáng yêu, mình sẽ tô nó cho bạn xem trong video ngày hôm nay. Mấy phút kia hai phút hai từ xong rồi. Như vậy là sản phẩm con nhím của mình đến đây là kết thúc nha các bạn ơi. Các bạn hãy cho mình là like và đăng ký kênh. Sản phẩm sư tử bố của mình đây các bạn ạ. Các bạn hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Ở đây là sản phẩm con kiều vui vẻ của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình là like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong được một video tô màu về con thỏ con rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con nhím mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con khỉ con mình đã tô màu xong một video. Như vậy là video mình đã kết thúc nha. Mình chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm mặt trời các bạn ơi.